Buông đi em, Dạ buông dạ đi em. dạ qua cái bức tranh đi. Chạy ra mà một người tên tên anh ấy đi thẳng vô cái đường đi dễ rồi. Không biết không? Nãy kỹ rồi đó con. Lập. Con dẫn thẳng qua. Dạ. Thôi từ từ đi. Tại cái đường nó hay hẹp. Thôi đi thẳng luôn nha con. Ừ. Dạ. Thật là cảm ơn các em. Em tên gì? Em tên Văn, Đặng Ngọc Văn. Nghệ sĩ tên gì? Cũng Đặng Ngọc Văn, cũng ca trường phái của chú. Không sao hết. Dù cho em ca giống ai thì vẫn là trong lò, trong dòm trời nghệ thuật, giọng cổ cải lương cổ truyền của Việt Nam ta. Đâu có ai dám ca sai nhịp. Dạ. Câu số 1 dám ra vô huyền không? Câu số 2 dám ra vô hỏi không? Ờ à, vậy đủ rồi. Đó là căn bản để cho thấy rằng anh em chúng ta là một gốc, phải tôn kính sự dạy dỗ nghiêm đó để giữ gìn viền mối mãi mãi lưu truyền em nha. Chúc các em thành công. Và nhờ các em chuyển lời gia đình Minh Cảnh chúng tôi, tất cả gia đình Minh Cảnh, tất cả những người trong gia đình Minh Cảnh ba bên bốn bề của chúng tôi, tức là nội ngoại hội tài đấy không. Và cầu chúc tất cả bà con đều như vậy. Con ca trường phái của chú, bây giờ con ca chú Phong Cổ cho chú nghe nha. Hay quá, được, ca đi con. Ca bài Chuyên Quê. Ừ. Dạ. Bầy cò trắng bay qua không xa xuống lòng ruộng mới, đàn gà đầu sớm còn nương giấc trưa không thèm lên tiếng gáy, bọn sáo đầu sừng trâu hót mãi cùng nghe buồn. Hay, miếng ca đi rồi tôi sẽ về mình. Yeah. Đám mà đầu thôn phơ bắt tỏa duyên ngầm, bao nhiêu nước ruộng trong gieo là bấy nhiêu mồ hôi của mấy tháng trời, tao dừng loài chim chóc hữu tình cũng không hiểu được niềm hy vọng của anh bằng những cây mã xanh non. Sao bông tháng đợi chờ trước tết năm nay mùa lúa xong rồi, anh sẽ nhờ mối mai đi hỏi người anh mơ tưởng. Đúng rồi, nhưng mà cái chữ mơ tưởng em ra cống vậy là nó uổng chữ tưởng dấu hỏi quá. Dạ. Để hỏi người anh mơ tưởng à, để cho em thấy nó có một cái sự dịu dàng âu yếm lạ lướt. Dạ. Của một nàng thiếu nữ đẹp đẽ. Dạ. Cũng như cành liễu vậy đó. Còn lòng tôi mơ tưởng mình ghép cái hậu cho chút vậy em. Dạ. Để bị người ta quở là đảo. Dạ. Chắc mấy em có nghe ta nói phải không? Đúng, kiên kỵ mấy chữ đó. Rồi. Còn cái hò, chữ hò đâu? Vô dùng gỗ đầu của em hay. Đầy đủ rồi. Nhưng mà em vô bình thường quá, đành rằng nó bình thường. Nhưng mà em phải suy luận tìm làm sao để thay gì á, em mặc cho nó chiếc áo trắng không à, em cho nó thêm vài cái bông hồng, vài cái bông vàng, thì trên cái mảnh da vải trắng đó nó sẽ nổi bật những cái màu bông lên, thì cái câu dụng cổ mình sẽ thấy mượt mà hơn. Tôi thí dụ em có hiểu không? Thôi vậy thôi. À, có nghĩa là em ca là bầy cò trắng bay qua đi. Dạ. Vậy con ca lại ha. À, bầy cò trắng thôi, câu đó vô thôi. Bầy cò trắng bay qua không lầm, cứ ca đi, ca đi.
bầy cò trắng bay qua không xà xuống lòng ruộng mấy, đàn gà đầu xóm còn nương giấc trưa không thèm lên tiếng gáy, bọn sáo đầu sừng trâu hót mãi cũng nghe buồn. Đó, em ca làm sao mà em bé chị chữ cũng nó cho ngon. Ờ, rồi về tới nơi em xuống cái chữ xe hò cái nữa là ngọt ngào. Ót mãi cũng nghe buồn. Nó thiếu vậy. Hiểu ý chưa? Rồi, bởi vì em à, em thấy không? Cầm câu dùng cổ, cầm câu mười mấy hai chục chữ. Mà có một hai chữ đó thôi mà nó cải sửa trơn. Như vậy để cho các em thấy rằng cái bài ca vọng cổ mình á, nó kỳ diệu vô cùng, không nói hết. Thôi, anh nói các em sẽ hiểu nhiều. Rồi đây khi các em càng ngày càng hiểu ra, càng biết rộng ra, thì càng thấy những cái gì mà mình trời ơi. Đó là lúc các em thành công. Rồi, cảm ơn các em. Rồi. Bây giờ con cũng giúp đỡ vậy nha. Tôi. Nãy giờ là con học một bài học quý giá nhất. Dạ. Bây giờ mình đi ha. Dạ. Nhân của những dâm linh này và là những người bà con của họ đều là đối với bác phải nghĩ bác là cái người đã lo sang sao. Đúng rồi. Trong đó có đúng tôi rồi. Nữa. Chúng ta cảm ơn bác nhiều nha. Dạ thôi, mình làm việc từ thiện dân lên Phật. Thiệt. Mẹ Quan Thế Âm sẽ ban cho bân làm. Dạ. Rồi. Bác thứ mấy tên gì? À, chính tên gì? Chính độ. À, chính độ, dạ rồi. Thì chị biết đó. Dạ dạ dạ. Chính độ. À, dạ. Em giữa mã của mình đâu không á? Có. Hai điều đó mấy em đều có nói hết. Thì mi nè. Dạ. Thì mỗi lần về đây cũng sẽ nghĩ đến cái công tình của chúa của ông lo săn sóc giùm. Dạ, ông an lòng ha. Ừ. Dạ. Dạ. Trời ơi, à, ông ở đây luôn hả? Ở đây luôn. Dạ, cả gia đình luôn. Không có, con Bình nè. Dạ. Yeah. Con Bình nè. Chứ nhà ở Long An nữa, huyện Đức Hòa đó. Dạ. Trời ơi, đi đường như trai luôn. Dạ. Đức Hòa, Đức Huệ. Trời đó, Huệ, Đức Huệ đó. Vậy là ông giữ ở đây tính đến bây giờ là được bao nhiêu năm? Thì 18 năm. 18 năm. Ừ. Hay quá ha. Ở đây mà. 18 năm. Nghe chữ 18 nó nhẹ nhàng quá. Mà cộng lại cái giật mình liền. À, cộng lại. Dạ. Ừ. Thôi như vậy nếu mà dịp sau mà có về thì cũng có dịp ghé tới thăm ông rồi. Rồi vì đã quen biết ông, biết ông rồi. À, thì chính độ nha. Đâu cái nhà để đâu đâu nhà à. Ở đâu nhà, nhà em ở trong khung này hay là ở ngoài? Không có, trong chùa. Ở chùa hả? À, nếu vậy thì tới chùa gặp hỏi ông chính độ. À, chính độ. Dạ rồi tôi nhớ rồi, chính độ nha. Dạ biết rồi. Ừ. Dạ thì phải biết mới hỏi thăm được chứ. À, dạ độ. dạ rồi, cảm ơn chính nha. Rồi. Dạ thôi một lần nữa chắp tay tạ ơn ông. Rồi. Dạ. Còn hay hát đám cưới trên đường quê. Ừ. Rẻ mã đầu mùa. Ừ. Dạ quán nửa khuya tình nước đâu cũng làm hết. Phải mấy không ai nói mấy cái bài đó không? Soạn giả viết cũng tình tứ lắm, hay lắm. Ở đường đó sao đi lập vô. Hôm nay để lên đây rồi. 1, 2, 3, 4.
Nhờ chiếc xe của anh Khổ ra trường. Đây, Minh Phụng. Trên đường lũ diễn về thăm sông Trèm quê người tôi yêu vì một chữ tình.